khi mà một người cái gì cũng luyện thì không giỏi, thì khi ra chiến trường á không có lợi thế cạnh tranh, không có biết đâu là điểm mạnh nhất của mình. Hi, xin chào các bạn, cú đá của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long từng nói một cái câu như này nè: tôi chỉ sợ một người luyện một cú đá 10.000 lần, chứ tôi không sợ một người luyện 10.000 cú đá. Điều này có nghĩa là gì? Là nếu như trong cái việc mình học hỏi một cái kỹ năng gì đó, hoặc là mình làm cái công việc gì đó, thì nếu như bạn tận dụng thời gian của mình để bạn thực hành cái việc đó 10.000 lần, là tập trung rèn luyện một kỹ năng trong khoảng thời gian rất dài để cho mình thành thạo, để biến thói quen đó trở thành tiềm thức của mình, thì chắc chắn những cái gì mà đụng tới cái kỹ năng mà bạn đã được rèn luyện 10.000 lần rồi thì bạn là người xuất sắc nhất. Còn nếu như các bạn là người bao quát, lúc nào cũng học cách này xíu kia xíu cái nọ một xíu, thì sẽ trở thành là cái người mà cái gì cũng biết mà không giỏi cái gì cả, thì đó là một người nó lại không có xuất sắc được lĩnh vực gì cả. Nên chia sẻ cái điều này để cho các bạn, những người nào mà những người bạn trẻ đang có nhu cầu mà học hỏi thêm những kỹ năng mới, thì phải xác định rõ là nếu như muốn học một kỹ năng gì đó, muốn học một cái chương trình gì đó, một cái khóa học gì đó, thì các bạn cần phải tập trung thời gian đủ dài đủ lớp để các bạn rèn luyện cái kỹ năng đó cho thật là tốt đẹp. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, các bạn đừng có vội vì học xong cái này chưa rèn luyện đủ dài, chưa đủ có cái nhiều thời gian để mình tiếp xúc lâu với nó, chưa có thực hành thành thạo để biến những cái thứ trong não thành những thứ trong tim và sử dụng thành thục, thành những cái thói quen, thành những cái động tác mà nó mang tính chất là tiềm thức, phản ứng phản xạ vô điều kiện. Thì các bạn đừng có vội để các bạn chuyển sang một cái kỹ năng mới, một cái lĩnh vực mới, bạn nhớ nhé. Còn đối với những người mà trong câu nói của Lý Tiểu Long là ảnh không sợ một người mà luyện 10.000 cú đá, là bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người cái gì cũng luyện thì không giỏi, thì khi ra chiến trường á không có lợi thế cạnh tranh, không có biết đâu là điểm mạnh nhất của mình, chỉ toàn những cái sở đoản nhiều nhiều quá, hoặc là những cái điểm cứ ngang ngang như vậy nè, thì sẽ không có cái gì đặc biệt để có thể chiến thắng trong trò chơi đánh nhau, hoặc là không chiến thắng trong trò chơi bán hàng, hoặc là không chiến thắng trong trò chơi gia đình. Cũng là một người cũng như vậy à, xem xét ở một góc độ khác thì cũng giống như một người mà khi mà người khác nhìn vào mình á sẽ biết mình là một người năng động tự tin, hoặc là một người chia sẻ, hoặc là một người yêu thương. Chứ không ai nói nhìn vô con người này vừa có sự yêu thương xíu xíu, vừa có sự tự tin xíu, cái gì nó cũng ngang ngang hết, thì trở thành một người nhạt nhòa. Và cái người nhạt nhòa cũng không phải là một người xấu đâu, cũng không phải là một người không có đạt được sự thành công trong công việc này kia đâu, mà căn bản một cái người mà muốn được đánh giá cao, muốn được trở thành cái người nổi trội và một là một người chiến thắng trong lĩnh vực hạnh phúc hôn nhân gia đình, hoặc là một người chiến thắng trên thương trường, một người thành công, thì chắc chắn anh ta phải có một cái lợi thế cạnh tranh gì đó, anh ta phải có những cái phẩm chất đặc biệt, và cái phẩm chất đó nó nổi trội hơn so với những phẩm chất khác, thì đó mới thực sự là mang đến cho anh ta sự thành công. Trở về cái bài chia sẻ hôm nay cũng vậy, các bạn nhớ nhé, nếu như mà mình muốn học một kỹ năng gì đó, mình muốn trở thành một cái người nào đó có những cái kiến thức chuyên sâu gì đó, thì các bạn phải cần có sự tập trung. Nguyên tắc đây là nguyên tắc tập trung để các bạn thực hành điều đó cho thật là nhiều lần, để nó biến thành những cái thói quen, những cái tính cách, những cái phản xạ vô điều kiện của mình. Thì các bạn khi nào các bạn đã quá thành thục một kỹ năng rồi, thì các bạn hãy bước tiến để làm thành thục cái kỹ năng mới, để khi cái kỹ năng thứ hai, một kỹ năng mới nó thành thục rồi, các bạn quay lại kỹ năng đầu tiên, các bạn cũng không bị quên, các bạn cũng không bị mai một, thì các bạn hãy nhảy sang cái lĩnh vực thứ ba, cái kỹ năng thứ ba để các bạn học hỏi, để các bạn tiến bộ. Bởi vì con người trong cuộc sống thì luôn thích học hỏi nhiều hơn, luôn thích được mình phát triển hơn, nhưng mà phát triển cái gì thì nó phải vững chắc. Vững chắc ở đây là các bạn phải rèn luyện đủ dài đủ lâu để nó thành thục rồi, thì khi các bạn rèn luyện tới kỹ năng thứ ba, các bạn cũng dành sự tập trung cho nó, dành thời gian cho nó để các bạn thành thạo. Lúc này các bạn trở về kỹ năng thứ hai, các bạn vẫn còn nhớ, các bạn vẫn giỏi, các bạn vẫn có những phản xạ vô điều kiện để các bạn nhớ, các bạn làm được. Khi các bạn trở về kỹ năng đầu tiên cũng là những phản xạ vô điều kiện để bạn làm được hết, thì lúc này cái sự phát triển của bạn trong công việc hoặc là trong công việc kinh doanh, nếu như mình là người tự kinh doanh, nó mới vững chắc. Một CEO là một người phải hiểu biết tất cả những cái thứ, những cái kỹ năng quản lý phía dưới, nhưng mà cái mảng nào anh ta cũng không quá giỏi là đúng, nhưng mà mảng nào anh ta cũng có thể thuần thục và hiểu được cấp dưới đang làm cái gì, thì đó mới là một người CEO thành công. Chứ nếu như mà chỉ giỏi tí xíu mà không có giỏi nhưng mà khác thì cũng không được. Nhưng mà ở đây ý nghĩa ở đây là làm một cái gì đó, học tập cái gì đó, hoặc làm cái điều gì đó, thì các bạn phải có sự tập trung và làm đủ lâu đủ dài để các bạn mới biến những cái điều trước đây chưa từng gặp, từ từ mình quen mình biết, vô não và vô con tim để mình thuần thục rồi hãy đi phát triển những cái mới, để sự phát triển của mình, để những bước tiến của mình là vững chắc. Nhớ nhé các bạn, thành công không phải là một ngày một bữa, thành công trong công việc
Nếu như mình là người đi làm hoặc là mình là người tự kinh doanh, nó cũng phải là những bước đi vững chắc và tiếp nối từ từ thì nó mới tạo ra được những cái tính kế thừa sau này cho con cái hoặc cho xã hội là sao, để mình có thể là một người vừa thành công ở trong đời sống này và mình cũng có thể để lại cái giá trị cho cộng đồng hoặc là mang tính kế thừa cho những lớp trẻ phía sau này. Nhớ nhé, video hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Nhớ là follow kênh của mình để nhận thêm được nhiều kiến thức nhé. Xin chào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.